believe that the word of God is very applicable. Chúng ta sống một đời sống đắc thắng và được đầy phước của Chúa, và nhất là ngày hôm nay là ngày lễ của Cha. Today is Father's Day, so the task for me to unfold the text and to honor the fathers is a little bit difficult and tricky. And so what I'm going to do is I'm going to do my best to interpret the text and share with you the word of God that I think God is speaking to me to share with you, and then we're going to honor Father Day today. Tôi sẽ cố gắng giảng lời của Chúa trong phân đoạn Kinh Thánh, và nó sẽ giải quyết rất nhiều những cái vấn đề và nan đề của đời sống của chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ có dịp để chúng ta tri ân những người cha và những người mà chúng ta có ơn và đã chịu ơn vì Chúa dùng những người nam, những người cha để dạy dỗ và nuôi dưỡng chúng ta. Cảm ơn Chúa là cho Hội Thánh đã cầu thai cho chúng tôi, gia đình của chúng tôi. Thank you for praying for my family for the last 3 weeks. We traveled Europe. Chúng tôi đi Âu Châu. Chúng tôi đi Âu Châu là gần như là 8 nước. Không biết tôi tính, không biết đúng không? Nhưng mà we traveled to Europe and went to Russia and so on. But thank you for your prayer, because the day that we arrived in London is the day that they said there's a imminent danger of the terrorist attack. Là cái ngày mà chúng ta đến London đó là cái ngày mà họ đang khủng bố. Thành ra tôi không biết là có nên đi hay không. Nhưng mà nhờ quý cô phương bà cho em cầu nguyện, thank you for your prayer. We just went and nothing happened. Cảm ơn Chúa là when, khi mà chúng tôi đi chỗ khác rồi thì nghe là có một cái vụ khủng bố khác nữa. So we heard the terrorist attack after we have already left. Mà một cái câu chuyện nó có thể giúp ích cho chúng ta ngày hôm nay trong này là khi chúng tôi ở Bình Pháp thì chúng tôi muốn xe để lái tới những trạm xe lửa, để rồi Bình Pháp thì thực sự lái xe thì giờ vào thành phố thì rất là khó. Thành ra chúng tôi thường thường thì trước thì đi bộ thì quá xa và đi xe buýt thì quá lâu. Thành ra chúng tôi muốn xe chạy tới trạm xe lửa xong rồi đơn xe lửa mới đi vào thành phố. So in order for us to shortcut the time, we basically rented a car, and our car is basically where we live, and we drive to the train station, and then we take the train, public transportation, to see the city of Paris. But there was one situation that causes a lot of anxiety, I guess, was that we rented a car, and it's supposed to be diesel gas. But I went to the gas station and I talked to gas, and there was nothing that says diesel or gas. Cái xe này chỉ dùng là diesel thôi, không có dùng xăng. Mà tôi không biết, tại vì không biết tiếng Pháp. Thành ra tôi chỉ lấy có 3 cái chỗ này, bấm vô rồi tôi bơm. Cái chữ thì nó nói là gasol, G-A-Z-O-L-F. Thì tôi hỏi cho bà Pháp cái mình, đúng không, mà chỉ dùng chữ thôi. Thì bà nói ok. Rồi khi chúng bơm. Khi mà tôi về nhà thì tôi thấy chết rồi. Nếu mà mình bơm xăng vô là nó hư xe. Chúng ta chỉ ngồi mà thôi. We just prayed and said, God, what are we going to do? Because we're not going to have the car. We can't go to Normandy over my beach. Không có thể đi tới cái bãi mà ồ mà Omaha, mà nơi mà quân Mỹ với quân Anh đã đổ bộ và thế chiến. Cảm ơn quý bạn đã cho mình. Thì chúng tôi lên mạng và lập ra cái định nghĩa cái chữ gasol. Tôi tưởng gasol là gasoline, phải không? Nếu như tiếng Anh là tiếng gasoline thì nó vậy là chết rồi. Nhưng mà cũng không rõ, tại vì lúc đó mình cũng run quá, mình sợ. Nếu mà thật sự như vậy là cái xe là tiêu rồi, làm biết bao nhiêu tiền phải trả nữa đây. Thì nó gọi điện thoại cho hãng xe. So we called the rental car company and we asked, okay, this is what happened, and so on and so forth. He said, well, read your receipts, what does it say? Coi lại cái biên lai của mình đậu xăng, anh coi là cái gì? Thì tôi bảo, nó nói là gasol. Thì ông nói, cười. Ông nói, ông đổ vậy là đúng rồi. Gasol có nghĩa là tên tiếng Pháp là diesel, cũng như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì tôi không biết
tôi tưởng tượng nó là gasoline. Thành thứ ra là thật sự là không có gì trở ngại. Và đây là cái nan đề chánh của chúng ta. Khi mà chúng ta không hiểu cái định nghĩa, hay nhiều khi chúng ta học tiếng Anh á, chúng ta hay không hiểu cái định nghĩa. Nhưng mà thật sự cái định nghĩa nó rất là quan trọng. So in other words, definitions is everything if you're going to understand the issues. Cũng như là các thầy học chương trình thạc sĩ, and study masters, and we have to write a thesis. Chúng ta viết một cái luận án. Và ông giám đốc, ông cố vấn, the advisor, he said, nếu mà anh định nghĩa hết những gì anh định viết trong cái bài luận án, thì là hơn phân nửa là anh đã xong rồi. In other words, if you define your terms, what you mean in your definitions, you've accomplished half or more than half of your thesis, directed research. Và ngày hôm nay cũng vậy, sau 27 năm, 30, 40 năm chúng tôi sống trên nước Mỹ và lớn lên trên nước Mỹ, qua Mỹ vào năm 12 tuổi, bắt đầu học tiếng Anh, rồi lớn lên trên xã hội này, thì tôi từng trải qua những năm gọi là thanh thiếu niên ở Mỹ. I myself grew up in this country and I faced a lot of these issues, what we call identity crisis. Hay là bài học của chúng ta học đó là tiếng Việt thì thật sự một sự kiện là tư cách của Chúa, là cái nhìn của chúng ta, hay là một cách khác là mình cảm nhận, mình nhận biết cái danh tính của mình là cái gì. Nhưng mà nếu mà nhận miệng mình là danh tính của mình, gọi identity of Christ là trong Chúa, thì cái định nghĩa đó sẽ mở sự chúc phước của Chúa, và nhất là những người nam trong thời đại ngày hôm nay. So those men who are called, unless you know who you are in Christ, your identity, you will answer most of your life's problems and issues. The identity crisis is normal and is a gift. For those of you who are in your teens and maybe young adults, I do feel for you. Và nói với các em là các em lớn lên trong cái xã hội, mình không biết là người Việt Nam hay là người Mỹ. Tôi đã từng trải như vậy. Nhưng mà trong cái định nghĩa và lời của Chúa dạy cho chúng ta trong phân đoạn Kinh Thánh này từ câu 1 tới câu 12, chúng ta sẽ thấy rất rõ là Chúa có câu trả lời cho chúng ta. Nhất là trong câu 12 chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ thấy là Chúa muốn chúng ta trở thành con của Đức Chúa Trời. So the answer of your identity is not whether you are Vietnamese or American. Không phải là mình người Việt Nam hay là người Mỹ. Mình không biết là người nửa mở nửa thật, người Chúa dạy, like an ant. But your identity is grounded in Christ. And so in verse 12, it gives us the context of how you become a child of God. Và trong câu 12 thì chúng ta sẽ thấy lời của Chúa trả lời cho chúng ta. Chúng ta không cần phải, mình gọi là identity crisis, là có một cái sự khủng hoảng về cái hệ thức mình là ai. Và thật sự những năm mà tôi qua Mỹ, hồi 12 tuổi tới 15 tuổi, from the age of 12 to 15, and I'm sure your kids will face it too, because, you know, especially I have a lot of kids who are like basically mixed families, and so they grow up, they always ask this question because they deal with their grandparents and their big family, like my family right now. If you come to my old church in Lancaster, the church is filled with second generation, it's basically English speaking. Và các hội thánh ở Lancaster ngày nay và các con của chúng ta được hưởng là hoàn toàn nói tiếng Anh và hiệp chủng, lập gia đình và con cháu. Và thành thử ra cái sự khác biệt đó nó gây ra cái sự khủng hoảng. Và tôi đã từng trải cái sự khủng hoảng này. So I guarantee you, you will go through the identity crisis. If not now in your house, when you go to school, you will face it because you say, how come I look different? I want to be like that, but I can't. Và đây là cái sự khủng hoảng về cái danh tính của con người của mình. Nhưng mà lời của Chúa cho chúng ta biết là chúng ta có tư cách
hay là danh tính trong Chúa. Your identity is grounded in Scripture. Và tuần vừa rồi thì có lẽ chúng ta học về lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta trong đời sống của chúng ta. Thì tôi đề nghị quý bộ phân bản trên mở ra trong phân đoạn Kinh Thánh này, và tôi sẽ đi rất là gọn để giúp cho quý cụ phân bản trên. I'm going to explain to you the text of the verse, the whole verse, and you'll see very clearly. Có nhiều người nói là chứ tại sao phải cần đi học trường Kinh Thánh vân vân này. Thật sự thì học thì rất là tốt, nhưng mà nếu mà chúng ta đọc lời Chúa kỹ và chậm thì chúng ta sẽ hiểu và lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta. In other words, if you read the scripture slowly, so you have the text, open your text in John chapter 1. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Có nghĩa là sao? Là chúng ta nói đến ngôi lời ở đây là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Con. Khi mà chúng ta nói là ngôi lời và ngôi lời là Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời ban hồi Đức Chúa Con. Cùng với Đức Chúa Trời, khi mà cái chữ cùng with, that means they're not the same. Không phải là y hệt, nhưng mà khác, nhưng mà là một. Đây là cái sự Đức Chúa Trời ban ngôi mà chúng ta nào. Và mỗi lời là Đức Chúa Trời ban đầu ở cùng Đức Chúa Trời ban đầu. In the beginning có nghĩa là Chúa Giê-xu của Chúa Giê-xu đã có rồi. Từ ban đầu lời của Chúa đã khẳng định như vậy. Và chúng ta đọc tiếp, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật kia làm mà nên mà không bởi Ngài. Câu số 4, trong Ngài có sự sống. Chúa Giê-xu và ngôi lời Đức Chúa Con có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tâm chẳng hề nhận lấy thấy sự sáng. Và trong câu 6 thì có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng và làm chứng về sự sáng, hầu cho mọi người ai nấy đều tin. Người chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Và một chứng là sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Và có người là ngôi lời ở thế gian và thế gian, đó là Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cho, Đức Chúa Con. Thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhận biết Ngài. There is a context. Jesus came, He is the God's Son, the Trinity, God who created the world. He existed in the beginning of the world. He came to His people, the Israelites, and what did happen? They rejected Him. Họ không nhận Ngài. Và chúng ta đọc trong câu 11, Ngài đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Thế nên khi chúng ta học phân đoạn Kinh Thánh thì chúng ta thấy cái bố cục nó rất là đơn giản, là Đức Chúa Trời ban ngôi, Đức Chúa Con đã đến với dân sự và sự sáng để sáng tỏ ra sự tối tăm và tội lỗi của con người để cứu con người. Nhưng mà sao? Họ không nhận. In other words, the context is very clear. They did not receive God, Son, the Trinity God. The triune God, Father, Son, and the Holy Spirit existed from the beginning of the world. Chúng ta đọc câu 12 đây này, các bạn. This is the memory verse, and this is a text that, it's time to just go through with your kids and explain that our God is a triune God, God the Father, Son, and the Holy Spirit, and Jesus came and the people rejected Him. So câu trong câu 12, hay người ta chưa nhận Ngài. Tại sao nhận? Tại vì trước đó thì là họ nói sao? Không là sao? Họ chẳng hề nhận lấy. So verse 12 says that those who receive Him, right? That what? They will what? They then what? Be the children of God. Nhưng mà cái chữ nhận ở đây đó, nếu mà chúng ta cần học được thành học thì chúng ta thấy trong cái phần đọc Kinh Thánh nó rất là rõ là cái chữ nhận ở đây là tìm. Chúa Giê-xu của Chúa Giê-xu đến, nhưng mà người ta không nhận. Đây là cái then chốt của tất cả những vấn đề này.
chúng ta thay đổi cái định nghĩa. This is the bottom line. You go to college, you understand. They don't argue the facts. They just change the definition. Right? And so the text here is that if you see the context, to receive Him, to receive Jesus, is to believe in Jesus. Ngài là tin vào Ngài. Nhưng thưa đúng nha, cái câu hỏi ở đời cớ ngày hôm nay ai cũng đổi cái định nghĩa. Giống như tôi làm chồng thẳng là gà rô với các sư kiện như vậy đó. Thật sự thì người Việt Nam thì rất là hiểu cái này. Giống như đi Việt Nam là diễn gì, diễn hát ô là phải diễn gì, cái định nghĩa nó rất là quan trọng đấy không? Thì ở đây cũng như vậy. Khi chúng ta nói là hãy ai tin vào Ngài, thật sự thì cái bản là mới á, thì tôi thích hơn là tại vì thật sự dịch theo đúng nghĩa trong Kinh Thánh là nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. In other words, it's clear here in the New Translation, it goes to the original text to say that when you receive Jesus, you believe in Jesus. But still the question is, believe in which Jesus? Và cái câu hỏi đây là cái câu hỏi than chót khi chúng ta định nghĩa tin cái gì? Tin ai? Chúa Giê-xu này là Chúa gì? Tại có nhiều người nghĩ rằng Chúa giống như ông đệ Jesus like Buddha, He'll give me what I want. No. To believe in Jesus, who He says He is. Mình phải tin vào who Chúa Giê-xu là Chúa nói về mình như thế nào. Chứ không phải là tự mình bịa ra cái định nghĩa của Chúa Giê-xu. Và đây là cái thất bại của chúng ta. Và chúng ta trong thế hệ và thế giới này. Giả sử như chúng ta đọc hết phân đoạn Kinh Thánh và đọc luôn nguyên sách Giăng thì chúng ta thấy trong phân đoạn 6 thì Chúa nói là ta là gì? Thì khi mà họ cầm đồ ăn đó thì Chúa nói đem lại đây rồi là lấy đồ ăn thì cứ phát ra. Rồi trong phân đoạn khác thì nói là ai khát thì ta sẽ cho nước uống và ai đói thì ta sẽ là thức ăn. In other words, Jesus makes it very clear that if you read the text of the entire what he, who he says he is, he is saying that he is God and he is the one who will provide for your food and your water and your taste. In the sense that he is a personal God. Chúa, cứu Chúa Giê-xu là một cứu Chúa cá nhân đối với mọi người. Là chúng ta không biết Chúa trong cái trường tượng đô thượng đế là như vậy. Không. Và khi chúng ta tin Chúa là chúng ta tin Chúa với cái quan điểm là Chúa quan phòng cho chúng ta. To believe in Jesus is to believe in the fact that Jesus cares for you and I. Do you believe that God's going to take care of you through your school? And that you're going to have your family and your kids? Do you believe that? Mình cứ tin rằng Chúa sẽ quan phòng chúng ta và Chúa sẽ chăm sóc chúng ta tỉ mỉ như một người con của Đức Chúa Trời. Và khi mà phân đoạn Kinh Thánh nói đến vấn đề về là mình tin vào Chúa đó, một ai tin thì lại sẽ được trở thành con của Đức Chúa Trời đó. Và tin trong cái nhìn định nghĩa của đức tin là Chúa Giê-xu là ai. Và không phải là mình tự bịa đặt ra, not that you devise all definitions, but you go back to the scripture and says, what does Jesus says who he is? And from the context of it, he's a personal God who cares for you. Có nghĩa là, nếu chúng ta lo lắng, giống như vừa đó, tôi sợ, cái xe hơi là tiêu rồi. Hoặc một sư dũng bảo mình tỉnh hơn. Bà ơi, em cầu nguyện. Em không biết gì. Bà sĩ bà tốt tiếng Pháp không hiểu. Em chỉ cầu nguyện là để biết rằng Chúa sẽ quan phòng. Who's Jesus? That you believe.
you believe Jesus who's going to care for you? You know Jesus as a personal God and you pray to Him and you say, God, our Father in heaven, you care for me. You know. You take care of me. I know not things are going to be that easy, but I'm okay because I trust in you. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Chúa. Chúa quan phòng là Chúa. Chúa lo lắng cho con. Và đúng nếu mà chuyện gì xảy ra cho con và không tốt đi nữa thì Chúa có ý định đó là Chúa cho phép. Và đây là đức tin thật của trong cái nguyên văn của Phật giáo Phật này trong lời của Chúa. Và ngày hôm nay biết bao nhiêu người chỉ thấy Chúa là Chúa ở địa rồi tự định nghĩa. Và sáng hồi ngày hôm nay tội lỗi trong sự đêm tối họ sửa cái định nghĩa đó. Và đây là cái chỗ mà chúng ta phải trở lại trong Kinh Thánh để chúng ta học trong Kinh Thánh để chúng ta sẽ hiểu rất rõ. Vì cớ cái đặc điểm thứ hai của Hội Thánh này là tra cứu Kinh Thánh để tìm kiếm ý của Chúa. Cái thứ nhất là thờ phượng Chúa và khấn nguyện tôn vinh danh của Chúa. Và khi chúng ta thật sự tiếp nhận Chúa là tin Chúa theo những điều Chúa dạy về Ngài thì chúng ta mới thật sự thờ phượng Chúa. This church is moving in the direction of bilingual, and I believe the Word of God of this church can provide for your needs and your families and your kids and your grandkids. This morning, yesterday, I was here cutting the grass and I see this big land. Do you know why there's a bad land? That's for the next church building of the next generations that is going to come here and they're going to serve God and worship God. I've seen it happen in other Korean churches. I've seen it in Lancaster 30 or 40 years ago. You have a place here. Come. Worship God. Các em hãy trở lại và thờ phượng Chúa đi. Thì Chúa sẽ dùng các em trong lại sự thật. Dĩ nhiên trong cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ phải đi song song cố gắng. Nhưng mà chúng ta phải nhìn kỹ. Không phải là Việt Nam, không phải là Mỹ. Not Vietnamese or American, but we are the children of God. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là và nếu mà chúng ta không định nghĩa rõ Chúa của chúng ta là ai thì chúng ta dễ rớt vào cái hố. Chúng ta chỉ muốn Chúa của mình như vậy thôi. So believe in who Jesus is. And lastly, I just want you to think carefully. Do you know why fathers, men are not being honored? I was in Normandy, Omaha Beach. When the Americans and the British troops, this is World War II, you don't know World War II, they stormed the beaches of almost like 10,000 of them. They just shoot them and kill them. Và họ giết rất nhiều người, là 10,000 người lính của Mỹ rồi trong cái trận chiến thế này. Thì trong cái bối cảnh đó, thì là quân của Đức đó, họ nhắm những người nào mà gọi là sĩ quan. Nhưng mà trở về quân đội của Mỹ thì họ cũng hay lắm, không có đeo loan gì hết. Nhưng mà rất rất là chịu. Cái lý do ngày hôm nay nhiều người cha, người nam đang thiệt thòi. Vì đây là cái chiến lược của mặt trời. Nó muốn chặt hết tất cả những người nam trong người khác. Trận chiến này là trận chiến của người. The men in these generations are faced with tremendous temptations and distractions. Và tôi không thể giao để chia sẻ thêm. I suggest you go to tinlan.today. That's the Facebook page. I posted the true testimony of Chris Coghlan. And then cái bài làm chứng của ca sĩ Nguyễn Hoài Nam. Ở đây là tiếng Việt, phải có là tiếng Anh. Những người làm chứng để kêu gọi các cái cổ của bạn chị em, nếu mà chưa có thật sự tiếp nhận Chúa hay là tin Chúa với cái định nghĩa đúng đắn Chúa Giêsu Christ là Ngài, là một đấng, là cha của mình, là cha thiên thượng, Ngài sẽ chăm sóc và chăm sóc.
cái bài mà Isaac Thái thì rất là hay, nói là Who am I? Tôi là ai? Để nhắc cho chúng ta biết cái định nghĩa, cái danh tính trong Chúa, cái tư cách Chúa muốn chúng ta có. Và tuần tới chúng ta sẽ học, khi chúng ta đã tiếp nhận Chúa, chúng ta là con của Đức Chúa Trời, Chúa chúc phước cho chúng ta, Chúa ban cho chúng ta, cho chúng ta một cái sứ mạng để chúng ta trở thành con cái Chúa và làm môn đệ của Chúa, để chúng ta đào tạo môn đệ Chúa, thì Chúa dùng hội thánh của Chúa, gia đình thân thể của Chúa để Chúa nuôi dưỡng chúng ta, để chúng ta không phải là những người như là trong như là phía trong danh đoạn 14. Có lẽ ngài cha thì có thể hơi khó, có nhiều người thì nghĩ rằng thôi cha tôi thì phải quá, my dad is no good. And the good news is that, human fathers will fail, earthly father will fail you. But know that God is your heavenly father. So in John 14, Jesus said to the church, you don't have to feel like you're an orphan because I am the father to the fatherless. In that the Holy Spirit will come and become your father. And he will take care of you. Và đây là lời của Đức Chúa Trời. Và nếu mà cha mình không có ở đây và cha mình đã về với Chúa, là cha mình tệ quá đi nữa, chúng ta vẫn biết rằng Đức Chúa Trời ba ngôi là cha thiên thượng sẽ giúp cho chúng ta. Xin chúng ta đứng lên và chúng ta để lời Chúa. Tôi không có kêu gọi bữa hôm nay, nhưng mà có ai thấy rằng mình cần phải thốt lên lời nói gì đó để nói là hồi đó giờ tôi nghe một sư cũng giảng như vậy, một sư cũng nói như vậy, là tôi chưa có bao giờ biết rằng Chúa Đức Chúa Trời ba ngôi là đấng thật sự yêu thương như một người cha thiên thượng. Và khi tôi tiếp nhận, tôi tin Chúa là tôi tin vào một thượng đế yêu thương như một người cha thiên thượng, và chúng ta trở thành những người con của Đức Chúa Trời. Đây là cái phước cho thân phụ. This is the blessing to the Father, and it is open to you all. So if you are here and you haven't or never received the idea that indeed God is a God, creator God, a triune God, who serves and love you and care for you. Not that you come to him as if like a genie, but you say to him, God, I want to know you in a personal way. If this is you, you don't have to respond now. I would hope that you take the time, go to Tinlandat today, listen to the testimony and the calling, and maybe tell somebody or in your family. Nói với những người khác là mình đã có một sự đổi mới và thật sự tiếp nhận Chúa và tin Chúa và cứu Chúa về đời sống của mình. Và xin chúng ta cùng đọc. My God, we are so thankful for the earthly Father that you have chosen to bless us with life. And we realize that this is the day when we give thanks to these men who face so much because the enemy is so laser focused. The temptation is real. Like the Battle of World War II in Omaha Beach, they're being laser focused by the enemy. We pray in return. And the men here today, Lord, I pray that you bless them with the blessing of faith to become the children of God, so that they will become the source of blessing to their kids, their wife, and family. Touch, Lord, that their hearts. I pray for the young people that they will come to know you in a real way.
in a personal relationship, it's not God that is far out there. Chúng con đến Chúa và cầu xin Chúa Ngài. Cho chúng con cảm nhận Chúa là đấng Trên trời cha thiên thượng của chúng con. Hãy quan phòng cho chúng con để chúng con không lo lắng về những công việc, những vấn đề trong cuộc đời. Để Chúa giúp cho chúng con, để chúng con làm tất cả những gì trong trách nhiệm của chúng con, và rồi chúng con sẽ yên nghỉ và ngủ trong Chúa, có giấc ngủ từ sự giúp đỡ của Ngài. Để chúng con biết rằng danh tánh của chúng con, tư cách của chúng con là của Chúa. Để chúng con không có sự hỗn loạn trong cái ý niệm mình là ai. I pray for the young people that they too not have that identity crisis, for they have you, Christ's identity in them. May they embrace you with their heart. Để chúng con biết Chúa muốn thân lòng của chúng con. Để Chúa muốn chúc phước chúng con như người cha thiên thượng. Ôi lại Chúa, xin Chúa Ngài tha thứ khi chúng con chưa cám dỗ giống như trường hợp của chúng con, mà chúng con sợ rồi chúng con đổ sang sai. Chúng con xin Chúa Ngài giúp cho chúng con có đức tin thật, thấy Chúa rõ ràng. Thì nhất là chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa là cha thương thương chúng con. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mừng Thánh An Toàn. Chúng ta sẽ xem cái video clip